chương trình radio Chuyện đời thường. Chuyện ngắn vợ chung. Khi viết những dòng này, tôi cũng không muốn bày cáo cho người xem lưng đâu. Nhưng với những gì mình đã làm, đã cố gắng mà nhận được cái kết như thế, thì tôi cũng không đành lòng. Nên hôm nay, khi con trai đang ngủ, tôi tranh thủ ngồi gõ mấy dòng tâm sự để kể về câu chuyện của mình. Cũng mong các chị em phụ nữ đừng bao giờ như vợ tôi, mà hãy biết yêu thương con cái, trân trọng gia đình. Tôi và vợ yêu nhau 2 năm rồi mới tiến đến hôn nhân. Cưới nhau về thời gian đầu chúng tôi rất hạnh phúc. Hơn 1 năm sau thì vợ tôi có bầu. Khỏi phải nói, tôi đã hạnh phúc nhiều đến nhường nào. Tôi nâng niu mẹ con cô ấy từng chút từng chút. Nhớ những đêm vợ bị chuột rút chân sưng phù, tôi đều ngồi dậy nắn bóp cho cô ấy. Nhìn vợ vất vả để sinh con cho mình, lòng tôi xót xa lắm, nên càng cố gắng nhiều hơn. Khi con tôi tròn 1 tuổi, tôi âm thầm mua 1 căn hộ để làm quà cho 2 mẹ con. Số tiền đó là mồ hôi nước mắt sau bao năm tôi vất vả dành dụm. Tuy có vay thêm bạn bè, người thân, nhưng tôi tự nhủ sẽ cố gắng trả hết và không nói với vợ, để cho cô ấy thoải mái tinh thần mà chăm con. Khi bé nhà tôi tròn 3 tuổi, thì vợ xin đi học làm tóc, vẽ chân mày. Cô ấy nói không muốn đi làm văn phòng nữa, lương 3 cọc, 3 đồng, và cô ấy không cảm thấy hạnh phúc với công việc đó. Vợ thích, vợ đam mê, nên tôi cũng chiều. Tôi chăm con và đầu tư cho cô ấy đi học. Một thời gian sau thì cô ấy thạo nghề và gom tiền, mở tiệm cùng với vài người bạn. Công việc làm ăn cũng ổn định dần. Thấy vợ yêu nghề và vui vẻ với nó, nên tôi cũng mừng. Nhưng thú thật, cuộc sống gia đình của tôi cũng bị đảo lộn từ đó. Vợ đi làm về muộn, nên chuyện cơm nước hầu như đều tôi lo. Có khi cô ấy ăn hàng quán rồi mới về. Mẹ về thì cô cậu đã ngủ. Có hôm con ốm, mình tôi chăm. Tôi góp ý với vợ nhiều là phải biết quan tâm gia đình hơn. Nhưng em lại nói, nghề em lo thế, tôi phải thông cảm cho em chứ. Tôi nghĩ mình đã rất thông cảm rồi. Đôi lúc vợ chồng bất hòa, tôi cũng buồn lắm. Nhưng giận nhau vài ngày thì lại làm hòa, lại tự nhủ cùng nhau cố gắng. Mọi chuyện cứ diễn ra như thế cho đến một hôm. Hôm đó, tôi gửi con rồi định qua cửa hàng đón cô ấy về. Nhưng cũng ngay lúc này, tôi thấy vợ đang ôm hôn một anh bạn bên đường, cách cửa hàng một đoạn. Tôi định lao vào cho hai người họ mấy cái tát, nhưng gã kia bỏ đi nhanh quá. Phát hiện vợ có bồ, tôi sốc lắm. Tôi không nghĩ người phụ nữ chung sống với tôi bao năm lại có thể làm mấy chuyện ghê tởm đến như vậy. Tôi chiều quá nên cô ấy trở nên hư hỏng vậy ư. Đêm hôm ấy, cô về và lăn ra ngủ. Tôi lén kiểm tra điện thoại thì chết sững với những dòng tin nhắn mùi mẫn họ gửi cho nhau. Vợ tôi còn gửi cả mấy hình nhạy cảm cho gã đàn ông khốn nạn đó nữa. Những tin nhắn đại loại như: hôm nay em mặc váy ngắn, anh hành sự dễ dàng hơn đúng không? Mà tranh thủ trong nhà vệ sinh cũng thú vị nhỉ. Lần sau mình kiếm chỗ nào hay ho hơn rồi làm tiếp nhé. Nhìn người đàn bà mà mình hết sức yêu thương đang lăn ra ngủ sau khi gần gũi với thằng khác, nhưng tôi vẫn cố nhịn để xem em sẽ đóng kịch như thế nào tiếp theo. Thật sự tôi thất vọng và tuyệt vọng vô cùng. Nhưng tôi muốn trước mặt con, mình và mẹ nó là những con người ứng xử văn minh, nên mới cố im lặng như thế. Mấy hôm sau vợ nói muốn đi công tác vào Sài Gòn, dự hội thảo để làm mày công nghệ mới của Thái Lan gì gì đó. Nhưng tôi biết rõ là cô ta đã book vé máy bay và phòng khách sạn để hú hí với thằng kia. Nhìn con ốm sốt li bì mà vợ vẫn quyết tâm đi, nên tôi chỉ nhếch mép cười và nói: ừ thì em cứ đi đi, muốn đi bao giờ về cũng được, ở nhà anh sẽ chăm sóc con. Vợ nghe tôi nói thế thì sung sướng ra mặt, liền gói ghém đồ đạc để đi. Ừ thì công tác Sài Gòn mà còn đưa cả maxi đồ bơi là hiểu rồi. Vợ vừa đi, tôi liền gọi mẹ lên chăm con. Dù gì bà cũng có kinh nghiệm hơn tôi. Mẹ tôi vốn không thích con dâu,
vì cô ấy không biết chăm gia đình. Nhưng mấy năm nay tôi toàn bảo vệ, nói đỡ cho vợ, nên mẹ chồng nàng dâu không xích mích với nhau. Lên sân bay, tôi gọi cho vợ thì em vẫn nói: em và các chị đang làm thủ tục, anh ở nhà với con, hôm nào về em mua quà cho hai bố con nhé. Tôi nhếch mép cười. Đeo kính vào rồi, tôi ngồi chiêm ngưỡng cảnh hai con người đó ôm hôn nhau. Nơi vợ tôi đến không phải Sài Gòn mà là Phú Quốc. Nhìn hai người họ cứ như đi du lịch tuần trăng mật vậy. Tôi không nghĩ sao mình lại có thể bình tĩnh đến như vậy. Có lẽ khi niềm tin bị dẫm đạp, khi tình yêu bị phản bội, nó sẽ khiến cho bạn một là gục ngã, hai là mạnh mẽ đi tiếp. Thế nhưng tôi cũng không rõ mình thuộc phương án nào. Đêm hôm đó, khi hai người họ đang hôn ý trong phòng, tôi đến gõ cửa. Vừa nhìn thấy tôi, mặt vợ cắt không còn giọt máu. Tôi chỉ mỉm cười và nói: anh vào được chứ? Vợ tôi thì ú ớ, còn gã kia cũng tái mét mặt mày. Chắc hắn sợ tôi đấm vỡ mặt nó. Vì dù gì, tôi cũng to gấp rưỡi lần hắn. Tôi cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng để nhẫn nhịn đến ngày hôm nay thì tôi nghĩ mình không cần phải đánh ghen theo kiểu bạo lực nó. Đàn bà một khi đã nằm ngửa cho thằng khác thỏa mãn thì tốt nhất chẳng nên giữ lại làm gì. Vợ tôi quỳ gối van xin này nọ, gã kia cũng xin lỗi rồi hứa hẹn sẽ chia tay vợ tôi. Nhưng tôi chỉ cười rồi nói: đơn ly hôn đây, em ký vào đi nhé. Con anh sẽ nuôi, nhà do anh tự mua nên bố con anh sẽ ở. Em cứ đi với hắn đi. Nhưng nên nhớ, nếu sau này hai người có lấy nhau thì tốt nhất là sống cho đàng hoàng vào, để mà tích nước cho con cháu, và đừng khiến cho bố mẹ của các người phải hổ thẹn nữa. Tôi quay sang gã kia và nói: người đàn bà phản bội này, tôi biếu không cho anh nữa, cứ giữ mà xài đi nhé. Còn nữa, đồ của em anh cho người gửi về nhà bố mẹ đẻ rồi, về đó mà lấy. Mặc cho cô ấy gào khóc van xin, tôi nói: anh có thể lấy đĩ về làm vợ, nhưng không lấy vợ về làm đĩ. Rồi tôi lạnh lùng bỏ đi. Về đến nhà, tôi ôm lấy con, nhìn nó mà tôi xót. Nhưng tôi tự hứa sẽ nuôi dạy con cho thật tốt. Thế đấy, có những lúc tôi uất hẳn con người khốn nạn đó, nhưng sau cùng tôi chọn cách nhẹ nhàng nhất để giải quyết vấn đề. Tôi biết sẽ có nhiều người nói tôi nhu nhược, nhưng không sao, ai nghĩ gì cũng được. Giờ tôi chỉ cần bình yên bên con thôi. Tôi mong những người phụ nữ có gia đình hãy biết trân trọng những gì mình đang có. Đừng để một ngày đánh mất mọi thứ rồi mới hối tiếc, thì lúc đó đã quá muộn. Trích nguồn từ trang Facebook Nguyễn Hạnh. Chương trình đến đây là kết thúc. Chúc cho khán giả của An Lạc Radio sức khỏe, bình an, vô lượng phước lành. Hẹn gặp lại chương trình lần sau.